Hay, chào anh em nha. Chào em đã đến với kênh của mình đó nha, kênh Công Cụ Cầm Tay Nhật Bản nha. Hôm nay có ít món hàng hàng này cũng như là hàng bán chống đối trong mùa dịch nha anh em. Cũng ít chứ không nhiều. Với còn cưa luôn, lát hành lý con cưa giá siêu rẻ cho anh em về để dành vừa xài vừa chơi luôn. Đó. Hôm nay có dây điện có nè. Đó, dây điện có nè, mũi khoan có nè. Dít có dây điện, có máy điện, máy pin có luôn. Đó, máy pin tới 4 món là 4 món sử dụng. Ủa? 4 món sử dụng pin là nha. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem nha. Rồi. Bây giờ là con số 1 anh em. Là một cái đèn nha. Đèn Gilby nha. Đó. Đèn Gilby. Để giờ em thử thử cho anh em xem ha. Thử cái cái nguồn điện này câu thử cho anh em xem cái. Nãy giờ quên làm cái điện. Rồi nha anh em. Rồi nãy giờ đi kiếm cọng dây điện để em test cái đèn cho anh em coi chứ nãy giờ quên chưa mua mấy cây kẹp. Nha anh em bật bật công tắc sẵn nha. Đó. Sáng lắm. Đó. Không, đã không? Đó. Ok nha anh em. Đó. Đây, pin này còn nguyên luôn, em chưa gỡ luôn, không có sạc từ cái pin còn sống không, công tắc đây. Đó. Này nó còn hơi dơ chút thôi. Chúng gì trái đèn còn ngon lắm nó. Trái đèn còn im lắm. Rồi nha anh em. Rồi. Cái con này là con số 1 nha. Số 1 bán 200k bao ship cho anh em nha, bao ship nha anh em, 200k bao ship, bao ship cho anh em luôn, thần máy vỏ pin luôn đó. Anh em nào có xài máy UV bắn chết á thì về xài luôn, xài chung luôn đó. Giờ ở máy pin tím bộ pin luôn ha. Đó, đây cây số 2. Cây số 2 là có mã là WH14DBAL nha anh em, dòng tua là 2600 nha. Máy 14V nha anh em. Đó. Có cấp chênh lực luôn. Đây. Cái này thì nó hơi gần lủng lủng nha. Đó, thun thì đây. Thun hình như có lẽ trong này có thun mà nó chắc không biết có nè. Hình như không có thun. Đây. Cho này bị mòn nha. Đó, mòn thun. Đây cũng vậy luôn. Đó, máy thì full chức năng. Đây điều tốc nha anh em. Thì tóc thắng ngon này nè, bóp pin nha. Đó, bóp pin đèn đó, chính lực nè, số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè. Đó, rất ngon này nè, chất búa nè. Đó. Móc dây đu máng đầy đủ. Đây, ngoại hình đây. Đó. Còn số 2 nha anh em. Còn số 2, đó. Còn số 2 là 900k nè. Bao ship cho anh em nha. Hàng hàng kênh em bán là bao ship, giá làm cho bao ship anh em hết. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục này là một cây cắt cành pin nha anh em, Hitachi nha. Đây. Về chưa nè. Nãy đi lâu mà chưa rửa còn rất nha. Bây giờ lấy cái gì thử ta, bây giờ lấy đèn cũng điện cắt được không? Anh em thấy không, điện cắt bấy nháy, điện cứng quá đó. Này nó bị bể hết bên này nha, nó anh em thấy không để bên này á. Cái này là mã là đây. Mã đây. FCH14DBSL, dòng tua là 1100. Đó. Cái này dài như ba tấc này, 300 mm nè. Đó. Rồi Hitachi nha anh em. Đó. Con này con số 3. Số 3 bán là 230.000 nha. 230k bao tiếp. Đó.
Rồi, tiếp tục anh em, tiếp tục vào một sạc UB nha. Sạc UB điện 100V sạc là 7V2 10V8. Sạc là sạc li ông nha. Rồi sạc li ông á, sạc cái pin mà chọt của cái máy UB á. Thì không biết luôn. Nhưng mà đây, rồi thanh lý anh em, số 3, số 4 là 100k luôn. Rồi bán rẻ luôn, 100k bao ship luôn. Này, tắt điện cho anh em xem. Tắt điện cho anh em xem. Đây, còn lên điện nha. Đó. Đó. Còn lên điện ngon lành nha. Không có pin thử. Rồi. Tới đây, tới nồi dây điện ha. Nồi dây điện này là 11m nha. Nồi này với nồi đó lại chung. Nó nằm trong một cái gô điện nhưng mà nó bị đứt bấy hết trơn à. Em cắt ra em bán này. Anh em thấy không? Nó bị tát cái vỏ này thôi nhưng mà nó chưa vô tới cái ruột trong nha, chưa tới ruột dây điện nha, bảo đảm em luôn đó. Em mới lấy kem làm vỏ này dễ biết đó, nó làm vỏ ra rồi. Cái cọng này nè em đã test rồi, ok. Để em lấy cái kem cắt kìa. Sẵn lấy cái bào mình thử luôn nè, bào này em bán luôn mà thử luôn, sẵn em thử luôn, test dây luôn, test dây điện luôn. Thiệt tình không biết mấy người này quán máy ta cắt dây điện làm chi, mua gì cũng còn chạy cũng tháo ra làm nữa. Trời ơi, trời tí. Thiệt tịnh luôn. Đây, nãy giờ em mới nối được cái cọng dây điện nghe anh em. Đấy, nó ngắn ngủn quá, em cũng muốn báo máy ra. Đó, giờ ghim điện mình test dây mà test máy luôn. Cọng này chỉ lỗi một chút xíu ở chỗ hồi nãy. Ô, nó lỗi chỗ này luôn rồi. Nó lủng cái lỗ này luôn. Lủng lỗ này không sao hết trơn á. Nếu mà bị chuột cắn vậy vô tới trong rồi, vô tới cọng dây trong rồi. Nó em thấy không? Không sao. Như lỗi hai lỗ, hai chỗ đi. Cọng dây này tới 11 mét lận. Bán rẻ cho anh em luôn. Bán rẻ anh em luôn là 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn rồi số 5 nha. Ghi đây đi, ghi đây đi. Số 5 nha anh em. Số 5 100k. Bao ship luôn. Bán rẻ luôn. Lỗi hai chỗ. Lỗi hai chỗ anh em thấy nha. Vì cắt cây nhìn gắn máy điện cũng lời nữa. Có 11 mét rồi. Đó. 5. Đây. Hai cái này có thứ là tại cái nó nằm ngoài nó dơ, này nằm trong cái sạch này. Đó. Cộng này là tới 13 mét mấy ha, nó không lỗi gì hết anh em. Không có lỗi gì hết trơn á. Không có lỗi một chút nữa. Đây dây này. Hồi nãy giờ quên đâu dây cho anh em xem, dây bị lớn nha. Nè. Cộng dây 8 ly nha. Như thế nào nó 8 ly. Đó dây một. Dây này chắc 1 chấm. 1 chấm. Một chấm dây 1 chấm. Đó. Rồi tiếp tục. Cái tiếp. Ok nha anh em, đó, cộng này cộng số 6. Này, nhìn đây đi cho dễ nhớ, cộng số 6 nè. Cộng số 6 nha anh em. Cộng số 6 em bán 150k nha. 150k bao ship. 150k nha anh em. Cộng số 6 150k bao ship.
Rồi. Bây giờ tới cái mũi khoan đi. Thôi, em tới cái máy này dần dẹp dẹp máy này ha anh em. Đó. Đây công điện thì thịnh đó. À, có con điện màu đá không? Có cam luôn. À. Lưỡi thì lưỡi cái thước mới bỏ đâu tiêu rồi này, cái lưỡi thì lưỡi nó lưỡi 8 phân nha, ghi 81, lưỡi này lưỡi nó dài 84, hai ống nha anh em, lưỡi còn rất bán. Bào này bào cong nha, bào cong nha chứ không phải bào 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 bằng, bào cong hay cong cong đó. Rồi con này số 7 nha, con này số 7 em bán 280.000, 280k, anh em là mua tặng luôn con nghe luôn, anh em mua tặng luôn nghe luôn, gắn giùm em luôn, anh em mua đi gắn giùm luôn, tặng luôn nghe luôn đó. Máy còn rất đẹp nha, máy này quên giới thiệu, máy này nó tới 1.500 tua nha, 520W điện 100W. Nãy giờ quên giới thiệu bao nhiêu volt bao nhiêu watt nữa. Rồi. Rồi giờ tiếp tục là một cái gô điện, gô điện có anh em nào dặn em mà em quên mất tiêu rồi. Thì giờ anh em nào có xem clip á thì gọi điện lại cho em nha. Cụ này đẹp hơn cũ hỏm. Dây thì dây em đo nguyên vỏ luôn là nó 7.7 á. 7.7 là nó chịu tải là 12A nha, 12A. Đây, có ghi 125V 12A, dây này là con này ghi 304 này, em nghĩ chắc là 30m á. Nhưng mà chắc có nghĩ 29m là 30m. Nè, chu kim luôn nha, chu kim nó luôn nè. Đó, giờ để em cắm điện em thử nha. Rồi, con điện này còn cái đẹp nha anh em. Đó. Nó hơi méo méo chút tại vì bằng sắt, em không có đập lại, không có gỡ ra. Dây thì còn đẹp lắm, bao anh em không lỗi đâu hết. Đó. Mơ hơi máu đi chút xíu. Ừ. Đó. Thấy không? Tổng quan cái u rồi. Đây. Đó, con này em bán ha. Con này con số mấy ta quên ta. Con số 8 nha. Số 8 em bán là 800k nha anh em, 800k. 800k bao ship nha anh em. 800k. Dây này không lỗi nha anh em. Euro tại vì em không có đập lại á, vậy anh em sử dụng ngon lành có đập lại không. À, rồi bây giờ tới cái mũi khoan. Mũi khoan bự quá. Đây. Mũi khoan này có cái hiệu là SKH2 nha. SKH2. Chắc là anh em nhìn thấy không được đâu tại vì đó đó anh em thấy không, nó SKH2 nha, nó 34.5mm nha. Cái này này côn nha. Đu nó để em đo hết đu là nhiều. Hết đu là 26. Đầu tới cái khoan này luôn á là 31.5. Này là 26.7. Khúc côn của nó là dài là 124. Ha. 124. Đây, còn từ cái này ra tới mũi nó thì quá sức chịu đựng với cây thước rồi. Quá sức chịu đựng với cây thước rồi. Rồi vậy là mũi khoan này khoảng một tấc. Dạ tới khoảng tấc rưỡi nè. Tấc rưỡi nha. Đó. Cái mũi này mũi Nhật nha anh em. Còn ngon lắm. Mũi này gắn trong máy tặng ngon lắm. Cái này em bán số 9 nha nè. Rồi anh em, mũi khoan này là mũi số 9. Số 9. Đó, mũi số 9 nha, mũi này em chưa vệ sinh chân nó còn xé xé nha, số 9 em bán 300k.
bao ship 300.000 em, mũi này quá rẻ luôn. Mũi này nếu mà mua mũi mới em nên nghe nói đâu cũng hơn nửa triệu á, chắc vậy á, bán 300k bao ship mũi Nhật luôn em. Đây giờ bán này rẻ nhất bán trước đi. Đây 4 cây dít ngang, dít này là của hiệu cái gì vết gì nè, em thấy không? Đó, cây nào cũng hiệu đó hết. Ô, cây này không phải, cây này hiệu gì SS ATM á. Chung là cũng hàng em lụm bãi không á. Nó hai cây này quét, hai cây này gì không biết nữa. Bốn cỡ với cây này. Bốn cây này em bán 100k bao ship cho anh em luôn. 100k luôn. Thôi 80k thôi. Bán em 80.000 thôi. 80.000 thôi. Rẻ hơn chiếc mới luôn. 80.000 anh em. Nhớ 49 80.000 anh em là mua nói 49 80.000 nha. À, này số mấy ta? Số 10. À, 80.000. 80k nha anh em. 80k nha. Đó. Đây, giờ tới mấy mũi này. Mũi này giờ nhà soạn được mấy mũi đây. Đây anh em thấy không? Không biết mấy liệu gì mà sắt, mũi này rất là nhỏ nè. Vừa tới nỗi em không thấy số luôn. 4 đi rưỡi, 5 ly, 4 ly, này 3 ly, 2 ly gì không biết. Đó, 6 mũi này với này ha. 6 mũi này với mũi khác ha. Mũi khác này không biết khác gì nữa. Nói chung còn bén lắm. Để tay mũi nước luôn. Mũi là Made in USA luôn nha. Đó anh em thấy không? Made in USA luôn không? Nó theo tao, nó mất đi nữa đâu không? Nó phi nữa mấy đây, phi nữa là 50 nha. Phi 50. Rồi bán nguyên combo này 150.000. 150k. Nguyên combo này số 11 nha anh em. Số 11. Đó. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ thì đây. Tới giờ em thanh lý cô nha. Cô này luôn là của cái clip trước nha. Anh em nào có xem thì em đã test clip trước cho anh em xem rồi á. Là cái con cưa này là em hàng kia em bán hết rồi, clip kia em bán hết, giờ chỉ còn con cưa thôi. Bây giờ em thanh lý rẻ cho anh em luôn ha. Rẻ luôn. Đó. 1 triệu ha. 1 triệu 200 ngàn. Đó, bớt 300 ngàn, 1 triệu 200 ngàn em bao ship cho anh em luôn nha. Cưa này anh em cần chi tiết thì xem clip trước á. Clip trước em đã test chi tiết cho anh em xem luôn nha. Đó. 1 triệu 2 nha anh em. Con này